Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Thưa quý vị, vào tối qua 24 tháng 12, không khí Giáng sinh tưng bừng rộn rã đã diễn ra khắp các tuyến đường, nhà thờ xứ đạo ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Tại khu vực nhà thờ lớn Hà Nội, người dân và du khách đổ về rất đông. Cây thông Noel khổng lồ cao 16 mét được đặt trước sân chính, thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến tham quan chụp ảnh. Những con phố lân cận như Lý Quốc Sư nhà thờ cũng nhộn nhịp trong không khí lễ hội. Tại nhà thờ đá Phát Diệm tỉnh Ninh Bình, không chỉ đồng bào Công giáo mà du khách thập phương đến đây đều được tự do ra vào cổng để tham quan vui chơi. Năm nay, nhà thờ đá Phát Diệm được trang trí thêm nhiều mô hình xe tuần lộc, ông già Noel tiểu cảnh, thu hút rất đông người dân đến tham quan chụp ảnh. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến vào dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với hai nội dung và nhấn mạnh việc ban hành quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn ổn định, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thường xuyên cho các sở ban ngành quản lý kịp thời người nước ngoài sang làm việc công tác trên địa bàn tỉnh. Để bảo vệ đàn gà Đông Tảo phát triển khỏe mạnh trong thời tiết giá rét và kịp xuất bán trong dịp Tết, các hộ chăn nuôi gà Đông Tảo trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường phòng chống rét theo chỉ đạo, khuyến cáo của ngành chuyên môn và địa phương. Hiện toàn huyện Khoái Châu có khoảng 400 đến 500 hộ vừa và nhỏ chăn nuôi gà Đông Tảo với khoảng 50.000 con gà, tập trung chủ yếu ở xã Đông Tảo, Tân Dân, Liên Khê, Bình Minh. Để ứng phó với những bất thuận của thời tiết, ngay từ đầu mùa đông, các hộ chăn nuôi đều có kế hoạch phòng chống rét cho đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cuối năm, thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định. 100% số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện có chuồng nuôi nhốt, giữ ấm vật nuôi trong mùa đông. 100% hộ dân chủ động tích trữ thức ăn cho đàn gà Đông Tảo. Ngoài gà thương phẩm, các hộ sản xuất còn cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm độc đáo từ gà Đông Tảo như giò xào, giò lụa, chả sụn gà, chân gà, ngâm xả quất, gà ủ muối. Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về tình trạng điểm tập kết rác ứ động lâu ngày, rác tràn ra lòng đường Tô Quyền ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, ngay sát với khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 và 3, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Vừa qua, huyện Văn Giang đã tiến hành dọn dẹp, vận chuyển rác ứ động và phun chế phẩm vi sinh để đảm bảo môi trường. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 12, Hạt Giao thông và Môi trường huyện Văn Giang đã dặn dẹp và vận chuyển số lượng lớn rác ứ động ở điểm tập kết rác xã Nghĩa Trụ về nơi xử lý tập trung tại công ty Urenco 11. Về giải pháp lâu dài, huyện Văn Giang kết hợp cùng với chủ đầu tư khu đô thị Vinhome tăng cường vận chuyển rác ở điểm tập kết này đi xử lý. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ yêu cầu các tổ thu gom rác tập kết rác đúng quy định, đồng thời tăng cường giám sát để phát hiện tình trạng đổ rác trộm, đổ rác bừa bãi. Chỉ trong một tuần qua, công an xã Nghĩa Trụ đã bắt quả tang và xử phạt 3 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa. Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12. Chương trình khai mạc vào lúc 20 giờ tối mai 26 tháng 12 sẽ được dàn dựng trên sân khấu thực cảnh, sân khấu dưới nước với diện tích mặt sàn rộng hơn 4.000m2. Hứa hẹn sẽ là một show diễn thực cảnh có quy mô và đặc sắc nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Địa điểm tổ chức tại vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới để tạo nên bức tranh hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, giữa nghệ thuật và di sản. Khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Phúc thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác công an huyện Yên Mỹ phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại phòng nghỉ của công nhân dưới hình thức đánh tá lả và đánh liêng.
Tại bàn đánh tá là có 4 đối tượng đều ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Vật chứng thu được trên chiếu bạc và trong người các đối tượng trên 12 triệu đồng và các vật chứng liên quan. Tại bàn đánh liêng có 5 đối tượng ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Vật chứng thu được trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn 10 triệu đồng, một bộ bài tú lơ khơ và các vật chứng liên quan khác. Các đối tượng đều là lái xe và công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Phúc. Vào khoảng 14:30 chiều qua, 25 tháng 12, gia đình ông Nguyễn Văn Điền, trú tại khu dân cư số 4, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm theo hung khí vào nhà để hành hung. Sự việc xảy ra khiến gia đình ông Điền rất hoang mang. Cụ thể, vào thời gian trên, ông Điền ở nhà một mình, khi nghe thấy tiếng đập phá ở khu vực cửa sổ, ông chạy ra thì bất ngờ có 2-3 thanh niên trên tay cầm theo hung khí lao vào nhà đập phá. Tài sản thiệt hại gồm đồ nội thất, cửa, đàn piano, khoảng trên 50 triệu đồng. Thời điểm này, con gái ông Điền sang chơi cũng bị nhóm côn đồ khoảng 6-7 đối tượng dùng hung khí hành hung. Được biết, ông Điền về sinh sống tại khu dân cư số 4 được khoảng 3 năm nay. Trước đó, gia đình ông Điền không có mâu thuẫn với ai. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông đã báo công an xã Tống Phan. Lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Gần đây, trên mạng xã hội có nhiều hội nhóm quảng cáo dịch vụ nhận làm căn cước công dân giả với lượng lớn người tham gia và tương tác vào các bài viết. Các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội giả mạo, đăng tải bài viết quảng cáo với nội dung quảng cáo dịch vụ nhận làm nhanh căn cước công dân giả gắn chip phôi chuẩn 2023. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Ngoài ra còn có trường hợp trả căn cước công dân nhưng không giống quảng cáo, có hình dạng mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt thật giả bằng mắt thường. Mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân thật để áp dụng kỹ thuật như ghép ảnh chân dung, sử dụng công nghệ in, gắn biếng kim loại, làm giả căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến nhằm mục đích hành vi lừa đảo chiếm đoạt khác hoặc thực hiện hành vi chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân từ hình thức trên. Chuyển sang phần tin quốc tế, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra ở một lò luyện kim thuộc tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia rạng sáng ngày 24 tháng 12. Tờ Jakarta Post đưa tin, 13 công nhân đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong vụ nổ lò luyện nickel thuộc sở hữu của công ty thép không gỉ Singhan, Indonesia ở tỉnh Trung Sulawesi. Vụ nổ xảy ra vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 12 khi các công nhân đang sửa chữa lò nung và lắp đặt các tấm kim loại. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 công nhân Indonesia và 5 công dân Trung Quốc. Ngọn lửa đã được dập tắt vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ghi nhận đợt lạnh dài nhất kể từ khi thống kê vào năm 1951, trong bối cảnh hầu hết các địa phương ở nước này chứng kiến tình trạng băng giá. Giới chức Bắc Kinh cho biết, kể từ khi nhiệt độ lần đầu tiên giảm xuống 0 độ vào ngày 11 tháng 12, nhiệt độ đã duy trì ở mức đó trong hơn 300 giờ. Trong tháng này, hầu hết các vùng miền ở Trung Quốc đều chứng kiến một đợt rét mạnh, gây sức ép lên hệ thống sưởi ấm của các thành phố ở miền Bắc. Hệ thống sưởi ấm của một số thành phố thậm chí gặp trục trặc do hoạt động quá tải, trong khi một số thành phố buộc phải cắt giảm thời lượng sưởi ấm cho các tòa nhà, chính quyền và doanh nghiệp để ưu tiên cho bệnh viện, trường học và nhà dân. Đợt giá rét ở Bắc Kinh bắt đầu cách đây vài ngày và đã gây ra hàng loạt các vấn đề cho hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Mới đây, lễ hội đêm củ cải truyền thống đã diễn ra tại thành phố Oaxaca ở bang cùng tên Oaxaca, phía nam Mexico. Sự kiện văn hóa thường niên này đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan và tham gia lễ hội. Tâm điểm của lễ hội là cuộc thi điêu khắc trên củ cải vô cùng hấp dẫn. Đây là sự kiện truyền thống hàng năm khi các nghệ sĩ và người làm vườn ở Mexico tụ họp một ngày trước đêm Giáng sinh để trưng bày những củ cải được chạm khắc tinh xảo với những chủ đề đa dạng từ tôn giáo tới cuộc sống hàng ngày. Với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng, các nghệ nhân mang đến lễ hội những tác phẩm vô cùng độc đáo và sinh động. Nguồn gốc của lễ hội truyền thống bắt nguồn từ thế kỷ 16 khi người Tây Ban Nha đưa củ cải vào Mexico. Tương truyền, có hai tu sĩ người Tây Ban Nha đã gợi ý cho người lao động địa phương trồng và chạm khắc củ cải để hấp dẫn người mua, qua đó tăng doanh số bán hàng. Từ đó, sự kiện này dần trở thành một lễ hội truyền thống mang đậm nét đặc trưng văn hóa của Mexico và được nhiều người mong đợi vào mỗi dịp chuẩn bị bước sang năm mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.